សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនភាសាចិនខ្មែរក្នុងមេរៀននេះរៀនជាមួយនឹងពាក្យថ្មីមានន័យថាជៀនណៀនជៀនណៀនជៀនសំឡេងទី2ណៀនសំឡេងទី2ជៀនណៀនមានន័យថាឆ្នាំមុនជៀនមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាឆ្នាំមុនមួយជៀនណៀនឆ្នាំមុនមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងជីនៀនជីនៀនជីសំឡេងទី4នៀនសំឡេងទី1ជីនៀនជីសំឡេងទី4នៀនសំឡេងទី2ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនជីនៀនឆ្នាំមុនជីនៀនឆ្នាំមុនជីនៀនជីញញៀនមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាឆ្នាំនេះជីញញៀនឆ្នាំនេះជីញសំឡេងទី1ញៀនសំឡេងទី2ជីញញៀនឆ្នាំនេះបើជីញធៀនថ្ងៃនេះជីញធៀនថ្ងៃនេះជីញញៀនឆ្នាំមុនញៀនញៀនឆ្នាំញៀនញៀនឆ្នាំជីញញៀនឆ្នាំនេះជីញធៀនថ្ងៃនេះមិញញៀនមិញញៀនឆ្នាំឯមានន័យជាភាសាខ្មែរឆ្នាំក្រោយមិញញៀនឆ្នាំក្រោយមិញធៀនថ្ងៃស្អែកមិញមិញធៀនថ្ងៃស្អែកមិញធៀនថ្ងៃស្អែកនេះមិញញៀនមិញញៀនឆ្នាំក្រោយមិញសំឡេងទី2ញៀនសំឡេងទី2មិញញៀនឆ្នាំក្រោយមិញញៀនឆ្នាំក្រោយហោញៀនហោញៀនហោញៀនហោញៀនដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាឆ្នាំក្រោយមួយហោញៀនបើហោហោនេះខាងក្រោយហោហោខាងក្រោយញៀនញៀនឆ្នាំហោញៀនឆ្នាំខាងឆ្នាំក្រោយមួយហោញៀនមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាឆ្នាំក្រោយមួយហោញៀនហោសំឡេងទី4ញៀនសំឡេងទី2ហោញៀនឆ្នាំក្រោយមួយបើហោហោទេនេះខាងក្រោយហោញៀនឆ្នាំក្រោយមួយសៀនចៃសៀនចៃសៀនចៃដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាឥឡូវនេះពេលឥឡូវនេះឥឡូវពេលឥឡូវឡូវហ្នឹងសៀនចៃថ្មីថ្មីហ្នឹងឥឡូវណាសៀនចៃសៀនសំឡេងទី4ចៃសំឡេងទី4សៀនចៃយើងអានសំឡេងសៀនចៃយើងអានសំឡេងចប់គ្នាមកសៀនចៃសៀនចៃពេលឥឡូវហ្នឹងចាងឡាយចាងឡាយចាងឡាយដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានថាពេលអនាគតពេលអនាគតពេលថ្ងៃទៅមុខចាងឡាយពេលអនាគតចាងសំឡេងទី1ឡាយសំឡេងទី2ចាងឡាយចាងចាងឡាយចាងឡាយឡាយឡាយទៅមុខចាងឡាយចាងឡាយដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាពេលអនាគតចាងឡាយថ្ងៃអនាគតពេលអនាគតកួឈីកួឈីដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានន័យថាអតីតកាលកួឈីមានន័យថាអតីតកាលកួសំឡេងទី4ឈីសំឡេងទី4កួឈីកួឈីឈីឈីតោកួឈីអតីតកាលកួឈីអតីតកាលអ៊ីឈៀនអ៊ីអ៊ីឈៀនអ៊ីឈៀនអ៊ីសំឡេងទី3ឈានសំឡេងទី2អ៊ីឈានពីមុនអ៊ីឈានពីមុនអ៊ីឈានពីមុនអ៊ីឈានពីមុនអ៊ីហោអ៊ីហោដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរមានថាក្រោយមកអ៊ីហោអ៊ីហោអ៊ីហោក្រោយមក
xâm lệnh tí bấy hâu xâm lệnh tí buồn y hâu cõi mộ. Chống chiến, chống chiến, chống chiến nên mình chia phía xa khám ai mình thắp bì môn. Chống xâm lệnh tí bí chiến xâm lệnh tí bì chống chiến, chống chiến bì môn. Chống chiến bị môn. Chống lại, chống lại, chống lại này mình đi chỉ phải sạc mai mình đi tha tăng bị đào mộ. Chống lại tăng bị đào mộ. Chống lại tăng bị đào mộ. Chống xâm lệnh tí buôn lại xâm lệnh tí buôn. Oh sorry xâm tốc. Chống xâm lệnh tí bi. Chống xâm lệnh tí bi lại lại xâm lệnh tí bi. Chống lại tăng bị đào mộ. Chuỷ trình, chuỷ trình để mình đi chia về xa khám ai mình là bé thầm mây đi. Chuỷ trình, chuỷ trình, chuỷ xâm lệnh thì buôn trình xâm lệnh thì buồn. Chuỷ trình mình đi chia về xa khám ai mình là bé thầm mây đi. Vì vậy hai lần bị ở xin trái đá xin trái bé là lâu đi. Ở chuỷ trình bé thầm mây đi. Chuỷ trình bé thầm mây đi. Chuỷ chu, chuỷ chu, chuỷ chu, chuỷ xâm lệnh thì buồn chu xâm lệnh thì mùi. Chuỷ chu, chuỷ chu, nghe ăn chọc đấy, chuỷ chu, lược đồng bồn. Chuỷ chu mê này chỉ phải xa khám ai mê này tha lược đồng bồn. Chuỷ chu, lược đồng bồn. Chuỷ chu, lược đồng bồn. Chuỷ hậu, chuỷ hậu. Chuỷ hậu, chuỷ xâm lệnh thì buồn hậu xâm lệnh thì buồn. Chuỷ hậu này mình chia về sao khám ai mình là tì bồng phật. Chuỷ hậu, chuỷ hậu tì bồng phật. Chuỷ hậu tì bồng phật. Bảy, bảy xâm lệnh thì bảy. Bảy là ngày cho huynh. Bảy, bảy. Bảy mình nơi chìm sạc máy mình là kháng trường. Bảy kháng trường. Bảy kháng trường. Tông xâm lệnh tí mũi. Tông. Tông này mình nơi chìm sạc máy mình nơi thác kháng cao. Tông xâm lệnh tí mũi. Nhưng án tông. Tông kháng cao. Tông kháng cao. Nán. Nán, nán xâm lệnh tí bì, nán đầy mê nê chi phía xa khám ai, mê nê tha kháng thức bồn. Từ kháng thức bồn, nán xâm lệnh tí bì, nán kháng thức bồn. Chùa biên, chùa biên, chùa xâm lệnh tí bấy, biên xâm lệnh tí mùi. Chùa biên, chùa biên, chùa, chùa, chùa. Biên, 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 chùa biên, chùa biên. Mình này chỉ biết sao khám ai, mình là kháng, kháng xuê. Nó kháng xuê nhá. Chùa biên. Nó kháng ngán kháng xuê nhá, nì chùa biên. Tha nẹ, nó kháng xuê. Còn chùa biên, bạn xô mà chia sẻ mà sân chỉ mình cả lại nhá, mà chỉnh xùm lên khóc. Vì bụi ấy khá nhóm, khá xói nóng ca mà chỉnh xùm lên, nhìn chân biết đọc bên chân khá nhóm hiền. Hạt mình chỉnh xâm lệnh tích. Chùa, chùa, chùa. Chùa biên, chùa biên, biên. Chùa biên kháng xuê. Chùa biên. Chùa biên kháng xuê. Nên an, dâu xâm lệnh thị buồn. Dâu biên, dâu biên. Biên xâm lệnh thị mùi. Biên xâm lệnh thị mùi đá là. Dâu biên, dâu xâm lệnh thị buồn. Dâu, dâu. Biên dầu biên những an trọng nhé dầu biên dầu biên dầu biên này mình chỉ biết sao khmai mình tha kháng sẽ đầm dầu biên kháng sẽ đầm mà biên biên ấy kháng chứ bây giờ an dầu dầu thực tế mình tha sẽ đầm dầu sẽ đầm mà tha dầu biên kháng sẽ đầm mình
dấu biên kháng sạm dấu 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 biên dấu biên kháng sạm hầu hầu miền hầu miền nghĩa là hầu sầm lên thị buồn hầu miền miền sầm lên thị buồn này hầu miền hầu miền hầu sầm lên thị buồn miền sầm lên thị buồn hầu miền để miền này chỉ phải xa khăm ai miền này thà kháng cày hầu miền kháng cày hầu hầu nó cày cày bà thèm bịa miền mất kháng cày mình chẳng hầu biên kháng cày hầu biên kháng cày để ăn chiến chiến sầm lên chiến miền chiến miền chiến đi sầm lên thì pì miền sầm lên thì buồn chứ chiến chiến miền chiến miền để miền này chỉ ra khăm ai miền này là kháng mục nó kháng mục chiến miền nó kháng mục như ăn chiến miền nó kháng mục chiến sầm lên thì pì miền sầm lên thì buồn chiến miền chiến 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 miền 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 chiến miền kháng mục chiến miền kháng mục lý miền lý này sầm lên thị bầy miền sầm lên thị buồn lý miền lý miền lý miền lý miền lý miền kháng khăn ông lý sầm lên thị bấy lý miền 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 sầm lên thị buồn miền lý miền những ăn chóp khnế lý miền kháng khăn ông lý miền kháng khăn ông lý miền kháng khăn ông vai miền vai sầm lên thị buồn miền sầm lên thị buồn vai miền vai những ăn bị vai miền đây mình đi chỉ phải sạc máy mình đã kháng cào nó kháng cào vai miền thằng đi chi nà đi chi nà li đi chi nà li rồi còn đi chi nà rồi như slide với wo chi vai miền wo chi vai miền thằng này ai thằng á phải biết khi nhóm tàu kháng cào được à thà đi chi nà nè thằng á được rồi tha chi nà tha chi nà mình này tha cột tàu nà tha tha cột chứ chi nưng tàu tha chi nà ta nè tàu nà ước ta cột tàu nà những lại với tha chi vai miền tha chi vai miền cột tàu kháng cào ấy những anh lại tiếp tha chi vai miền mãi tông si tha chi vai miền mãi tông si mình tha có tàu kháng kháng cáo tình tình nhờ ấy ấy tông xì đứng bên bờ bờ tình ấy ấy nhá chắc nhận an why sầm lên thì buồn why miền kháng cáo sang miền này mình đã chỉ biết sang khăm ai mình là kháng lờ sang này nó lờ biệt sang này thở tới lờ miền này phải là kháng chắc biệt nó bộc chỗ này mà mình là kháng lờ sang sầm lên thị buồn miền sầm lên thị buồn chắc chắn ăn hiện sang hiện cọt thì bóc sang miền kháng lờ sang miền kháng lờ sang miền kháng lờ xe miền xe sầm lên thị buồn miền sầm lên thị buồn chắc xe miền miền này chỉ phải sang khăm ai miền này kháng cầu xe miền kháng cầu chắc bị xe này kháng miền này cầu xe này cầu chính án xe miền kháng cầu xe miền kháng cầu bạn ở côn này tặng ở đây là bạn tu sửa nào video được bao nhiêu khi nhóm và sân chỉ để tặng ở đây kết tha video mùi ni miền sẽ đặt bài giỏi được gò sầm khán sâu mình để tặng ở đây chui chụt like and share bạn anh chắc sâu ở côn sâu chùm liệp liệt.